mình có bán luôn nha. Các bạn nào mua 7 thì liên hệ mình. Số hội mình là 0936 09090. 7 mình có ship toàn quốc luôn nha các bạn. Cái này mới khai trương luôn. Đặt được 2 bữa dính luôn. Rồi, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu cái bẫy mèo bẫy chồn, bẫy bìm bẹp vừa bên mình đó. Làm chất liệu là bằng lưới nha các bạn. Lưới mạ chì chống xét 35 kg một cuồng, lỗ 1/2 nha các bạn. Đây. Bẫy này là có ngăn để mồi riêng các bạn. Mình mở cho các bạn xem. Đây. Ngăn để mồi nè. À, mình có thể bỏ gà con ha, bỏ chuột gì vào trong cái ngăn này để bỏ đồ ăn cho nó ăn. Này, đóng ngăn lại. Đó, vậy là bảo vệ được con mồi mình nha các bạn, không chết nha các bạn. Cứ có đồ ăn trong này nó sống nè. Rồi, ở trước là có cái phen chống sảy ha. Hai phen chống sảy. Và khi gài thì mình kéo hai phen lên. Gài như gài để chuột cái sóc luôn các bạn. Chuột cái sóc cái mẫu mình bán. Đó ha. Nè. Cho bạn xem nè. Cái móc này nè. Mình gài vô cái móc này mình chịu cái tay cầm nha, cái ở dưới thì mình chịu cái giò đạp đó ha, dễ lắm bạn. Nó xem nó này nó không dày ha, cái này chịu giò đạp nha bạn. Khi mà con mèo hoặc con chồn gì nó bước vô nó sẽ đạp cái giò đạp này đó. Đạp giò đạp này thì cái bẫy sẽ sập xuống, mình sẽ mô tả cho bạn xem đó. Thì hai cái khóa sẽ rớt xuống nha các bạn, phá cửa luôn nè. Khi vô nó sẽ đạp vô cái giò đạp nha các bạn. Đây mình mô tả đạp giò đạp. Đạp giò đạp thì cái bẫy sập xuống nha các bạn. Đó. Đây cái phen rớt xuống này. Rớt xuống phá cửa nè. Rồi. Lưới này lưới mạ chì chống xét nên mấy bạn yên tâm nha. Không có con nào cắn lủng cái lưới nè. Nhìn cái bẫy nó vậy á. Chứ lưới 35 kg các bạn biết rồi đó. Bao chồn mèo đồ luôn nha các bạn. Bạn nào mua hàng liên hệ mình nha, số hội mình là 0936059090 nha các bạn. Quên mình chưa nói cái chiều dài của cái bẫy này là dài 50, rộng 20, cao 20 cm nha các bạn. Chào các bạn.